Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh dạy học miễn phí hỗ trợ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được các bài giảng mới nhất của thầy. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập của bài số 2 mặt cầu. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững tìm các tỷ lệ thức về mặt cầu. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Bài số 5 trang 49. Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu S tâm O bán kính R, ta kẻ hai đường thẳng cắt mặt cầu lần lượt tại AB và CD. Câu A chứng minh rằng MA nhân MB bằng MC nhân MD. Câu B gọi OM bằng D. Tính MA nhân MB theo R và D. Các em thấy cái bài số 5 mà tương tự như một cái bài tập về đường tròn ở lớp 10. Đó là bài về phương tích của một điểm đối với một đường tròn. Câu A là chứng minh cái tỷ lệ thức được đưa về tích, tức là MA chia MC bằng MD trên MB. Đây là một tỷ lệ thức quen thuộc ở trong đường tròn chúng ta đã biết. Bây giờ thầy vẽ hình để chúng ta tìm hiểu lời giải. Và thầy vẽ các cạc tuyến đối với mặt cầu. Cắt mặt cầu tại các điểm ABCD. Khi đó chúng ta có một mặt phẳng. Đó là mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau, đó là MA và MC. Mặt phẳng này sẽ cắt mặt cầu theo một cái đường tròn đi qua bốn điểm ABCD. Thầy xóa hình để các em quan sát. Chúng ta nhìn trên nhìn xuống. Như vậy, mặt phẳng đi qua M và hai đường thẳng MA, MB sẽ cắt mặt cầu theo một cái đường tròn C. Và như vậy, trở về một bài toán ở trong đường tròn thì chúng ta biết rằng từ một điểm ở ngoài một đường tròn, chúng ta vẽ hai cạc tuyến MAB và MCD. Thì khi đó chúng ta có tỷ lệ thức MA nhân MB bằng MC nhân MD. Như vậy chúng ta đưa về một bài toán ở trong hình học phẳng. Bây giờ thầy trình bày lời giải. Hai đường thẳng AB và CD giao nhau tại M, xác định một mặt phẳng. Và mặt phẳng này sẽ cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn đi qua bốn điểm ABCD. Vậy trong mặt phẳng ABCD ta có MA nhân MB bằng MC nhân MD, ta có điều phải chứng minh. Như vậy, ở câu A ta chứng minh một tỷ lệ thức về mặt cầu cũng tương tự như một tỷ lệ thức ở trong mặt phẳng đối với một đường tròn. Bây giờ chúng ta sang giải câu B. Câu B là gọi OM bằng D. Thầy vẽ hình như sau, thầy giữ lại cả tuyến MAB và thầy dừng một mặt phẳng chứa đường thẳng MAB và tâm O. Mặt phẳng này sẽ cắt mặt cầu theo một đường tròn lớn, có tâm của đường tròn lớn chính là tâm của mặt cầu. Và thầy gọi B phẩy đối xứng với B qua O. Khi đó thầy sẽ chứng minh MA nhân MB sẽ bằng D bình trừ R bình, bởi vì cái hệ thức này cũng tương tự như phương tích ở trong đường tròn mà chúng ta đã biết.
thầy xoay hình thì các em quan sát. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em chứng minh như sau. Mặt phẳng OAB sẽ cắt mặt cầu theo một đường tròn lớn tâm O bán kính R. Trong mặt phẳng OAB ta vẽ một đường kính BB phẩy. Khi đó ta có góc B phẩy AB là bằng một vuông. Bởi vì góc chắn nửa đường tròn lớn thì bằng 90 độ. Khi đó tích vô hướng vectơ MA nhân vectơ MB. Nhưng mà do B'A là vuông góc với MB. Khi đó áp dụng định lý các chiếu thì nó sẽ bằng vectơ MB' nhân vectơ MB. Vectơ MB' sẽ bằng vectơ MO cộng với vectơ OB'. Và vectơ MB sẽ bằng vectơ MO cộng vectơ OB. Các em để ý cho thầy là vectơ OB và vectơ OB' là hai vectơ đối nhau. Cho nên nó bằng vectơ OB' sẽ bằng trừ vectơ OB. Cho nên nó sẽ bằng vectơ MO trừ vectơ OB tất cả nhân với vectơ MO cộng vectơ OB. Như vậy áp dụng cái tính chất thăng đẳng thức của vectơ thì ta sẽ có bằng bình phương vô hướng vectơ MO trừ bình phương vô hướng vectơ OB. Mà bình phương vô hướng thì bằng bình phương của đồi dài, mà MO sẽ bằng D, cho nên bình phương vô hướng vectơ MO sẽ bằng D bình phương. OB bằng R, cho nên bình phương vô hướng OB sẽ bằng R bình. Như vậy ta được bằng D bình trừ R bình. Vậy ta có MA nhân MB bằng D bình trừ R bình. Như vậy đây là một cái hệ thức tương tự như ở trong đường tròn, chính là phương tích của điểm M đối với đường tròn lớn tâm O bán kính R. Và đây cũng chính là phương tích của điểm M đối với mặt cầu tâm O bán kính R. Các em hiểu tương tự như vậy. Như vậy qua bài tập này thì chúng ta thấy rằng giữa mặt cầu và đường tròn có một cái mối quan hệ khăng khít. Bài tập này để muốn nói rằng tỷ lệ thức ở trong đường tròn cũng tương tự như một tỷ lệ thức ở trong mặt cầu. Như câu A, và phương tích đối với một điểm của mặt cầu cũng như phương tích của một điểm đối với đường tròn. Bài này các em cần phải lưu ý, bởi vì mối quan hệ giữa mặt cầu và mối quan hệ giữa đường tròn cũng có điều gì tương tự nhau. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.